Sáng ngày 27 tháng 6 tại trường tiểu học Vĩnh Khê, thị xã Đông Triều, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác triển khai dự án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 1. Dự án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến trong ngành giáo dục tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2014-2018 được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2014. Mục tiêu chính của đề án là xây dựng một môi trường giáo dục hiện đại dựa trên việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học tại các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, hướng tới phát triển tài năng cho các thế hệ trẻ của tỉnh. Dự án dự kiến sẽ trang bị các phòng học tương tác với các thiết bị công nghệ thông tin hiện đại, xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại tại 33 trường học trên toàn tỉnh, xây dựng hệ thống phần mềm quản lý bài giảng, giảng dạy, quản lý trường học, mua sắm thiết bị lắp đặt trong trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh phục vụ ngành giáo dục. Tuy còn một số nhược điểm cần khắc phục như hệ thống soạn bài giảng cần nhiều thao tác tương đối phức tạp, số lượng học sinh trên thực tế thường phát sinh so với sĩ số ban đầu, gây khó khăn trong việc giảng dạy thực tế, nhưng việc ứng dụng thiết bị trong dạy và học đã trực tiếp tác động, nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho giáo viên, thúc đẩy cải tiến, sáng tạo công nghệ cho giáo viên và học sinh.